Alright, hello xin chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn chúng ta quay lại với livestream của thầy Alex. Hello xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của thầy Alex đúng không mọi người ha. Đó thì rất là xin lỗi mọi người, tuần vừa rồi thầy hơi bận nhiều thứ. Có một số học sinh của thầy chuẩn bị đi thi ấy, cho nên thầy phải dạy tăng cường ấy các bạn. Đó, cho nên là thầy hơi bận, không lên livestream với các bạn được. Đó, nhưng mà tuy nhiên thì tuần này là vẫn bận thôi, nhưng mà thầy cố gắng là thầy dành một xíu thời gian buổi sáng của thầy ấy, thì thầy lên thầy giao lưu với các bạn, cũng như để gọi là tương tác với các bạn đúng không, cũng như để nuôi kênh đúng không các bạn, đỡ bị flop đúng không mọi người. Thầy không hiểu sao dạo này kiểu thầy livestream mà kênh kiểu hay bị flop không mọi người nhá, không biết là các bạn nào có thể giúp thầy được không các bạn. Và thầy nghĩ là các bạn thể giúp thầy bằng cách là chúng ta có thể gọi là vào comment với thầy này, chia sẻ livestream của thầy này, tương tác với thầy này, và lúc xem livestream chúng ta có thể thả like, thả tim giúp thầy nhá mọi người nhá, cho thầy like này, chia sẻ này, và bạn nào chưa follow thầy Alex thì chúng ta giúp thầy để chúng ta follow thầy nha mọi người. Đây là những cái nguồn động lực rất là lớn các bạn, để thấy để tiếp tục duy trì những cái buổi livestream hoàn toàn miễn phí và rất là chất lượng với các bạn nha mọi người nha. Đó, thì nhiều khi cũng nản đó các bạn, nhiều khi lên làm livestream mà kiểu có vài bạn xem rất là nản đó các bạn, thì thà cái thời gian đấy thấy thầy nghỉ ngơi, thấy kẻ ngủ một giấc đúng không các bạn, để lấy sức chiều và tối đi dậy đúng không. Đó, anyway, I'm here for you guys today nhé. Yeah? Chịu khó nhé các bạn nhé. Lịch livestream của thầy đó là thứ hai, thứ tư, thứ sáu lúc 11 giờ sáng, và thầy sẽ cố gắng xử lý hai cái kỹ năng nó khó tự luyện nhất cho các bạn ở nhà, đó là kỹ năng writing cũng như là kỹ năng speaking các bạn ha. Đó, thì hôm nay chúng ta sẽ đến với kỹ năng speaking đúng không các bạn nhé. Thì cái chủ đề hôm nay, một cái chủ đề part 1 trong quý này thì nó có tên gọi đó là GIPS. Đó, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng xử lý với nhau chủ đề GIPS các bạn nha. Đó, quà đúng không các bạn. Thì câu hỏi đầu tiên chúng mình vào việc luôn mọi người nhé, chúng ta vào việc luôn nhé. À quên mất không, chưa dặn các bạn, nếu mà bạn nào yêu quý thầy Alex đúng không, chúng ta muốn đi cậu đăng ký học với thầy Alex đúng không các bạn ha, thì chúng ta thể vào trong tiểu sử của thầy để chúng ta đăng ký học với thầy Alex mọi người nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đó, thầy có các lớp, thầy chỉ dạy online các bạn, unfortunately thì thầy có các lớp level từ 3.0 đến 7.0. Và nếu mà bạn nào chỉ cần cải thiện một trong hai kỹ năng mà các bạn thấy yếu kém, ví dụ kỹ năng là speaking hay kỹ năng writing, thì các bạn hãy đăng ký học 1:1 với thầy Alex mọi người nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nào, chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên. Nó có tên gọi là, câu hỏi đầu tiên đó là gì đấy ạ? Have you ever sent handmade gifts to others? Các bạn đã bao giờ gọi là tặng đi, mình gọi là tặng đúng không? Các bạn đã bao giờ tặng những cái món quà thủ công đúng không? Những cái món quà handmade, những món quà thủ công làm handmade đúng không? Cho người khác hay chưa? Đó. Các bạn thử nghĩ xem ví dụ câu này các bạn đã bao giờ làm chưa? Ví dụ bản thân thầy nhá, thật lòng mà nói thì thầy chưa bao giờ tặng ai cái đồ gì đó handmade. Oops, sorry guys. Thầy chưa tặng ai đồ gì đó handmade bao giờ cả, bởi vì thực sự bản thân thầy là không phải là một người quá là handy, một người quá là khéo tay ấy các bạn. Đó, cho nên là thường khi mà thầy tặng ai đó thì thầy sẽ gọi là just go to the store and buy something nice for them, right? Đúng không? Đi vào cửa hàng mua đúng không các bạn? Đó. Thì đấy là cái trải nghiệm của thầy, không biết các bạn như nào. Hoặc là các bạn, nếu mà các bạn đã từng làm những đồ handmade thì các bạn hãy nói ra là các bạn đã làm những đồ handmade gì chẳng hạn. Maybe like you made some fashion items, like some accessories like a scarf, yeah, or maybe a pair of gloves, something like that, right? To your family members or to your loved ones, yeah. You guys can mention that in your answer. So anyway, thì bây thầy sẽ thử trả lời câu, thầy sẽ thử cho các bạn câu trả lời của thầy nhé. Đây là một câu trả lời không hề có sự chuẩn bị gì trước đâu các bạn. Thầy muốn mang đến cho các bạn một cái góc nhìn nó gọi là một cái câu trả lời mà nó rất là tự nhiên, không hề có một sự chuẩn bị gì trước đó. So, thầy sẽ thử câu này nhé. Have you ever sent handmade gifts to others? Well, honestly, I would say I'm not a very handy person. So, I've never, like, you know, gifted anyone handmade gifts. Yeah, but for the simple reason that I can't make them. When I need to buy something for others, I would just, like, go to the store and buy something nice for them. Yeah, I think it's faster, more convenient for me, and the good part is I don't have to spend a lot of time doing things that I'm not very good at.
Ok đúng không mọi người? Ok ha. Đây là cái câu trả lời không có một cái sự chuẩn bị gì sẵn đâu các bạn, cho nên các bạn sẽ thấy là sẽ có những cái đoạn dừng ở giữa đó đúng không? Hay là sẽ có những cái chỗ mà thầy sẽ bị nói lặp lại một xíu. Thì đây thể hiện một cái thứ là nó không phải là các bạn cứ làm như thế là chúng ta bị trừ điểm đâu các bạn, đừng có áp lực quá. Mà nhiều khi chỉ là một cái cách mà chúng ta nói chuyện bình thường trong ngày, kể cả tiếng Việt thầy thề với các bạn luôn, tiếng Việt chưa chắc các bạn đã nói trôi chảy được đúng không? Thì tiếng Anh cũng như vậy. Đó, cho nên là đừng có bị áp lực quá là mình phải nói một cái câu trả lời gọi là spotless, không có một cái vết nhơ nào cả. Nó you know, I mean in the IELTS speaking test, yeah, they don't look for perfect answers. They want to see how natural you can be when you speak English. Họ muốn xem các bạn tự nhiên như nào thôi. Đó. Thầy sẽ giữ ghi lại câu trả lời của thầy ra vừa rồi nhé. Thầy không nhớ rõ 100% đâu, nhưng mà thầy sẽ ghi đại loại là thế. So I have never, đúng không? Nãy thầy có nói thế đúng không? I have never. Thầy có paraphrase cái từ give bằng từ gifted, you know, anyone handmade items, mình gọi là items cũng được đúng không? Because I don't think handy person, tôi là một người khéo tay đúng không? I don't think I'm handy person. So whenever I need anyone, chứ thầy viết sai anymore đúng không? Anyone. So whenever I need to buy some things for others, đúng không? I just like you know, just go to the shop, yeah. And grab something nice for them. Something nice for them, yeah. Ok, đúng không ạ? Đó. I mean, it's, you know, it's time saving, đúng không? Tiết kiệm thời gian, đúng không? It's time saving and super convenient. And super convenient. Yeah. For them, đúng không? Đó. Ok chưa các bạn ha? Đó, rất là đơn giản các bạn, yeah. Ok chưa các bạn? Đó. Yeah. Nào thầy sẽ thử trả lời lại nhé. Cái này I will just go to, hoặc là I just go to cũng được, nó không cần, nó không phải will đúng không? Đó. Nào thầy sẽ thử trả lời câu này nhé. Các bạn để ý cái phát âm của thầy này đúng không? Cái sự trôi chảy này. Và thực ra là cái nội dung thì chả có gì quan trọng cả đúng không? Nội dung thì nghe rất là dễ hiểu rồi đúng không ạ? Đừng bị áp lực về từ vựng nhé. Bản thân các bạn chúng ta cứ nghĩ này mọi người, tiếng Việt khi mà chúng ta được hỏi những câu này thì chúng ta sẽ trả lời một câu trả lời nó rất là bình thường thôi đúng không? Thì tiếng Anh cũng vậy, đừng có cố gắng là mình phải sử dụng từ này, phải sử dụng từ vựng kia. Đừng như vậy, chúng ta hãy bắt đầu bằng cách là chúng ta hãy nghĩ là mình sẽ định nói gì trong câu này. Mình sẽ định gọi là paraphrase những cái câu này như thế nào. Mình sẽ sử dụng những cấu trúc gì để mình trả lời một cách là tự nhiên nhất. Đó. Đừng có áp lực là mình phải nghĩ ra cái từ này để mình nói. Nói mà đi thi mà như thế thì sẽ rất là áp lực đúng không? Và cái mặt của chúng ta khi chúng ta làm cái điều đấy ấy, nó thể hiện rất là gian luôn các bạn, rất là gian luôn, giám khảo người ta biết ngay đúng không? Đó. Thầy sẽ thử câu này nhé. So, have you ever sent handmade gifts to others? So, I have never gifted anyone handmade items because I don't think I'm a handy person. I'm not very good at making stuff from scratch by myself. So whenever I need to buy something for someone, I would just go to the shop and grab something nice for them. I mean, it's safe, it's time saving and super convenient for me. Tiết kiệm thời gian và rất là tiện lợi cho tôi đúng không? Đó, đúng chưa? Dễ hiểu các bạn. Đi thi chúng ta chỉ cần trả lời cái độ dài tầm hỏi như này là được rồi các bạn nhé. Đừng trả lời dài quá trong bài part 1. It's not necessary. So, shall we move on to our second questions? Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai nhé, cả nhà nha. Let's go. Our second questions. Have you ever received a great gift? Các bạn đã bao giờ nhận được món quà rất là tuyệt vời chưa? Chắc chắn ai trong cuộc đời cũng đã nhận một món quà rất là tuyệt vời, một món quà rất là valuable, một món quà rất là precious từ ai đó, đúng không? Đặc biệt là từ người thân, bố mẹ, đúng không các bạn? Đó. Thì chúng ta phải mang cái câu chuyện này lên. Đó, ví dụ như thầy đi, bản thân thầy sẽ kể cho các bạn ở 2015 đi, 2014-15 gì đấy, đại loại thế. Lúc đấy thầy nhớ là lần đầu tiên thầy đi thi IELTS và thầy score được 6.5 overall. Đây là một con số rất là humble, một con số rất là bình thường đúng không? Thậm chí là tầm thường bây giờ đúng không?
Đó, nhưng mà 2014 thì phải, thầy score là IELTS 6.5. Và lúc đó thầy được mẹ thầy tặng cho thầy một cái laptop. Actually it was a MacBook Air, một cái máy tính MacBook Air, thỉnh phải thầy nhớ là thế. Đó, thì thầy sẽ kể câu chuyện này ra để cho các bạn. Nào. So, thử nhá, thầy sẽ thử nhá. Đây là câu trả lời không hề có sự chuẩn bị sẵn đâu các bạn, thầy chỉ giới thiệu qua cho các bạn thôi. Đó, và bây giờ thầy sẽ thử trả lời cho một cách là tự nhiên nhất và theo bản năng nhất, đúng không? Không hề chuẩn bị gì hết luôn. Đó. So, have you ever received a great gift? Well, obviously I have. I think everyone has, yeah. I remember back in 2014, at that time, I scored 6.5 in the IELTS test in my first attempt, yeah. And, you know, I remember my mom, she bought me, you know, I think it was a MacBook Air. Yeah, at that time it was like, you know, high class, it was very luxury, and I just loved it, yeah. And the laptop, yeah, helped me a lot in my studies, as well as I can use it for some sort of entertainment as well. Nowadays I don't use it anymore, but I still keep it, yeah. I think it's still usable, but I just don't feel the need to use it, yeah, because it's a bit outdated nowadays. Ok, đúng không mọi người? Thầy đoạn vừa rồi thầy nói hơi dài một xíu, hơi ham đúng không các bạn? Nhưng mà thầy chắc chắn là đi thi thầy sẽ không có cái nhiều thời gian để thầy phô diễn cái đoạn vừa rồi đâu. Có thể là I might be cut halfway. Thấy thầy bị cắt gọi là ở giữa chừng như vậy. Đó. Ok nào các bạn ơi, chia sẻ livestream giúp thầy này, thả tim livestream này, comment giúp thầy này các bạn. Bạn nào có ý tưởng hay ho chúng ta comment giúp thầy này mọi người. Tự nhiên kiểu đang livestream view giảm hẳn đúng không mọi người, nản hẳn luôn đấy các bạn. Yeah. Okay, so let me just type out the answer for you guys. Yeah, thầy sẽ thử ghi ra nhé các bạn nhé. Thả tim giúp thầy Alex nào mọi người nào. Yeah, come on guys, cảm ơn các bạn rất là nhiều. So yes I have đúng không? Thầy còn nói thế. Yes I have đúng không? Yes I have. Yeah. I think everyone has đúng không? Tôi nghĩ rằng ai cũng đã có rồi đúng không ạ? Yeah, I think everyone has đúng không? Ai cũng đã được nhận một món quà gọi là great gift đúng không ạ? Đó. So in 2014, I scored, you know, 6.5 overall in the IELTS test, yeah, in my first attempt, đúng không? Lần đầu tiên thầy đi thi thầy được 6.5 IELTS overall, đây là một con điểm, con số rất là bình thường, yeah. And my mom bought me a MacBook Air, đúng không ạ? Một cái chiếc máy MacBook đi, đó, MacBook Air. I just loved it, I loved it, yeah. And it, you know, helped me a lot in my studies, and you know, in my study, đúng không? Yeah, helped me a lot in my studies, and I also used it, for entertainment as well. Yeah, giải trí nữa, đúng không? Đó. Ok, đúng không các bạn hả? Ok chưa? Đó, ok không các bạn? Được không các bạn? Ngắn gọn thế thôi đúng không? Chỉ nói đơn giản thế thôi các bạn. Dạ, part 1 chỉ cần như vậy. Nếu các bạn thích thì chúng ta nói thêm là bạn còn giữ cái vật phẩm này không? Hay là nó đã hỏng rồi và bạn throw it away đúng không? Throw it away already. So you guys might want to mention that here in your answer. Đó, nhưng mà thầy nghĩ là kiểu in the part 1, yeah, in part 1 you don't have to speak that much, right? Don't make your answer too long because you don't have enough time. Yeah, and you might be, obviously the examiner will stop you, you know, when you speak too long. Okay, now thầy sẽ thử đọc lại câu này nhé, các bạn nghe giúp thầy nhé, nghe cùng với thầy nhé, cả nhà nhé. So, have you ever received a great gift? Đó, các bạn đã bao giờ nhận món quà tuyệt vời chưa, đúng không? So, yes I have, and I think everyone has. I remember in 2014, I score 6.5 overall on the IELTS test on my first attempt, and my mom, she bought me a MacBook Air. Yeah,
I just loved it when I received it, and it helped me a lot in my studies, and I also used it for entertainment as well. Yeah. Right now I still keep the laptop, I don't throw it away, but it's a bit outdated now. So I mean, it can be still usable, but it would not be very fast. Yeah. Okay, đúng không mọi người? Yeah. Dễ đúng không các bạn? Dễ đúng không? Good. Nào các bạn ơi, chúng ta thả tim livestream giúp thầy này, các bạn này thả tim livestream giúp thầy nhé, chia sẻ livestream giúp thầy Alex với mọi người nhé. Đó. Và nếu mà bạn nào có muốn đăng ký học IELTS với thầy Alex thì chúng ta có thể vào phần tiểu sử để chúng ta đăng ký học IELTS với thầy Alex mọi người ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đây sẽ là cái nguồn động lực rất rất là lớn để thầy có thể duy trì cái buổi livestream như này. Được chưa ạ? Hello, hello phòng trọ và homestay nha em. Hello em, thank you em đã gọi là comment livestream của thầy nha. Thank you for commenting on my livestream. Yeah. Ok. Yeah, các bạn nào muốn đăng ký học với thầy chúng ta có thể vào phần tiểu sử của thầy nha mọi người nhé. Đăng ký học nha mọi người nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. So, moving on to our next questions, câu hỏi thứ 3 của buổi ngày hôm nay mọi người nha. Oops. Đây đúng, đây kéo xuống các bạn xem nhé. Đó. So, how do you often choose a gift? Các bạn hay chọn quà như thế nào? À, đó. Cái này thì có rất là nhiều cách các bạn. Hôm trước thì, ví dụ như bản thân thầy nhé. Nếu mà thầy chọn quà thì chắc chắn là thầy sẽ phải xem là thầy tặng cho ai, đúng không? Và ví dụ nếu mà các bạn hỏi là tặng cho ai thì các bạn phải xem là cái tính cách người đấy như nào. Và các bạn thể làm cụ thể hơn là ví dụ, đúng không? Ồ, ví dụ nó là người thân của tôi sẽ tặng cái này. Ví dụ là bạn của tôi sẽ tặng cái này. Đó, đúng không? Yeah. Và thậm chí là khi mình chọn quà mình cũng phải xem cái ngân sách của mình, đúng không? I mean, you have to take your, like, you know, financial situation into consideration. Đúng không ạ? Yeah. Đức Chuyên, cảm ơn thầy nhiều, chúc thầy luôn khỏe mạnh và live thường xuyên. Thank you Đức Chuyên, thank you em rất là nhiều. Đó. Yeah. Nào, bây giờ chúng mình sẽ, thầy sẽ thử nhé, thầy sẽ thử trả lời câu này nhé. Thầy sẽ phân ra là kiểu tùy từng người, đúng không? Đó, ví dụ như là người thân trong gia đình, ví dụ mẹ tôi chẳng hạn, thì tôi sẽ tặng một cái gì đó rất là extraordinary, cái gì đó rất là hào nhoáng, đúng không? Maybe a piece of jewelry, đồ trang sức, đúng không mọi người? Phụ huynh của mình hay thích đồ trang sức, đúng không? But if it is my friend, bạn bè của mình, thì chắc something like, you know, something not too expensive, because, you know, I guess most of you guys are still students, so you don't have a lot of money to spend. So maybe buy something like, you know, not too expensive. Like just take them to, you know, a coffee shop, yeah, or take them to the milk tea shop and buy them some drinks, yeah, đúng không? Mua họ đồ ăn đồ uống là được rồi, đúng không các bạn? Đó. Yeah. Nào, thầy sẽ thử trả lời câu này cho các bạn tham khảo nhé. Như thầy nói là câu trả lời này không hề có sự chuẩn bị trước đâu. Trước mặt thầy chả có gì ngoài các bạn và câu hỏi thôi các bạn. Đó, cho nên là các bạn có thể để thầy muốn cho các bạn chứng minh cho các bạn thấy là một cái câu trả lời tốt. Nó không nhất thiết phải từ vựng hay nó không nhất thiết phải là perfect, mà nó chỉ cần gọi là understandable. Use correct grammar, you pronounce correctly, yeah? And you are aware of all the pronunciation features, and try to be fluent. Đúng ạ. So, how do you often choose a gift? Các bạn hãy thường chọn món quà như nào? So, to answer this question, I think it would depend on the receiver, right? Say, if I am about to buy something for, say, one of my family members, say, for example, my mom, then I would choose something extraordinary for her. Maybe I would look at what she likes. Maybe a piece of jewelry would be suitable to give to a mother. But if I buy something for my friends, I would choose something not too expensive because, you know, I'm living on a tight budget, yeah? And I don't think that we need to buy something very important, something very expensive to a friend, right? You just need something that show your, you know, willingness, that show that you care for them. I think that's enough. So maybe a cup of coffee or maybe a bubble milk tea, yeah, will be enough for a friend. Okay, các bạn. Đó. Đó, vừa rồi thầy diễn đạt cái phần
friend thì nó hơi bị dài dòng một xíu nữa các bạn ha. Nhưng mà thầy nghĩ là nó vẫn ở cái mức độ là nghe được đúng không? Vẫn hiểu được đúng không các bạn? Đó. Và nó không bị repetitive, nó không bị lặp lại quá nhiều đúng không các bạn ha? Đó. Yeah. Có bị ngừng một xíu nhưng mà thầy nghĩ là ngừng ở đây nó không ảnh hưởng cái độ hiểu đúng không ạ? À, có một bạn có câu hỏi, câu trả lời gì đấy ạ? I opt for something practical and useful. Ồ, đúng rồi, đây là một câu trả lời rất hay này. Tôi sẽ chọn cái gì đó rất là thực tế, rất là hữu ích cho cái người nhận. Yeah, chuẩn luôn. Opt for something practical and useful for the receiver. Thầy thấy rất là hợp lý. Yeah. I like the idea that, you know, they can use the item daily, on a daily basis. Yeah. And when they use the item, they would, you know, the item would remind of me. Đúng không? Sẽ nhớ đến tôi đúng không? Cái sản phẩm đó khi mà họ sản phẩm nó sẽ nhớ đến tôi đúng không ạ? Đúng rồi nhé. Yeah. They will be reminded by my affection. Không phải reminded, em thì nói là kiểu nó gợi nhớ đến em mà được rồi. And the item would remind of me when they use it. Đúng không? Thế là được rồi. Đó. Ok, rất là hợp lý này. Đó. Như thầy nói rồi, có vô vàn, nói chung là kiểu vô vàn cách trả lời đó các bạn. Các bạn nhớ là đây là bài thi kiểm tra ngôn ngữ, cho nên chúng ta phải tập trung vào yếu tố ngôn ngữ hơn là kiểu tôi đúng sai. There's no right or wrong in the IELTS test, right? It's a matter of how you express yourself, express your ideas, and how you give your answer out, right? Thầy sẽ thử ghi lại câu trả lời của thầy nhé. Thầy cũng không nhớ 100% đâu, nhưng mà thầy ghi đại loại thế nhé. So I think it would depend on the receiver. Nó phụ thuộc vào người nhận, đúng không? Đó. So if I am to buy something for my mom, đúng không? Đó. Yeah. Well, I will choose something extraordinary, đúng không? Cái thứ gì đó nó hay ho một xíu. Extraordinary biết nào ấy các bạn? Extraordinary. Đây đúng không? Nary, đúng không? Đó. For her, like, you know, a piece of jewelry, đúng không? Một cái món trang sức chẳng hạn. Jewelry. Yeah. But if it is my friend, đúng không? Bạn tôi, đúng không? Yeah. I can just, you know, take them out, đúng không? Take them out to their favorite coffee, đúng không? Hoặc là eatery, đúng không? Yeah. Eatery and buy them food. Đồ ăn đúng không? Eatery đúng không? Quán ăn nhà, cái quán ăn của bạn ý đúng không? Đó. Đơn giản thôi, cái này thầy nãy thầy nói có vẻ rườm rà hơn thôi, nhưng mà khi mà thầy ghi ra thì thầy sẽ cố gắng là try to shorten it a little bit, yeah, so you guys can easily catch up. Nào, thầy sẽ thử đọc lại câu trả lời này ở đây của thầy nhé, các bạn để ý giúp thầy này. So, how do you often choose a gift? Các bạn thường chọn quà như thế nào? So I think it would depend on the receiver. Say if I am to buy something for my mom, I would choose something extraordinary for her, like a piece of jewelry. But if it is my friend, I can just take them out to their favorite eatery and buy them food. Đó, chưa? Ok đúng không các bạn? Yeah. Ok không? Đó, ngắn gọn thôi đúng không? Thế khi mà ghi ra thì ngắn, thực ra đi ghi thì các bạn trả lời cái độ dài như này cũng được, nhưng mà nhiều khi cái cách diễn đạt trong speaking ấy, nó khác cái diễn đạt trong writing. Speaking nhiều khi you can speak like many lines, you can speak many sentences in order to get your ideas out, in order to, like, you know, make your idea clear. But in writing is a different, yeah, because in writing you have to write straight to the point, yeah, no redundancy. Stuff like that. Now, moving on to our last question. Let's go cuối cùng nhé. So, đây câu cuối cùng. Đó. Để kéo các bạn xem nhé. So, do you think you are good at choosing gifts? Bạn có nghĩ rằng bạn là một người giỏi trong việc chọn quà hay không? Đó. Các bạn thử nghĩ xem mình có phải là một người giỏi trong việc chọn quà hay không? Mỗi lần chúng ta tặng quà người khác, họ có cảm thấy vui và họ có thực sự sử dụng cái món quà đấy nhiều hay không? So maybe here are some like ideas for you guys, yeah, to think of. Ví dụ như thầy sẽ nói luôn là thầy không hay tặng quà. Thứ nhất là thầy không hay tặng quà, và thứ hai là thầy không giỏi trong việc tặng quà. Nếu mà
tặng quà cho ai đó mà thầy không thực sự biết. Maybe I can just like, you know, make a bank transfer for them, yeah, give them some money so that they can buy things for themselves, đúng không? Chuyển khoản cho họ, đúng không? Yeah, do a bank transfer to them, send them some money. Đó, họ tự đi mua đồ, đúng không? Cái đấy ok mà, đúng không? Cái này cái điều chuyển khoản tiền sinh nhật thì điều bình thường ngày nay mà, đúng không các bạn? Không có gì gọi là strange hay không có gì gọi là awkward cả, đúng không các bạn ha? Đó. Yeah. So, để thầy xem mà có cách nào nghĩ cách khác, trả lời khác không nhé, để cho các bạn tham khảo nhé. Hoặc là các bạn để nói là tôi không hay, tôi không giỏi trong việc chọn quà, nên là mỗi lần có hôm trước có học sinh thì thầy trả lời đó là kiểu, cho nên mỗi khi mà tôi mua quà thì tôi hay mua rất là nhiều đồ, và điều này nó sẽ tăng khả năng người ta, cái người nhận sẽ thích món quà của tôi, đúng không? Đó. Yeah, cũng có thể thế được nhé. Yeah. Hoặc là các bạn để nói là kiểu tôi cũng không giỏi lắm, cho nên là mỗi lần tôi mua quà cho ai đó tôi sẽ hỏi họ luôn. I would just like, you know, be honest with them and just ask them what do they want so that I can buy things that they really that they find practical and something that they can use on a daily basis or most of the time, đúng không? Mình nói thế cũng được đó. Nào, thầy sẽ thử trả lời nhá, nhiều ý tưởng quá, thầy không biết là nói cái nào thôi. Anyway, just go with the flow. Thầy sẽ thử câu này nhá, không hề có một sự chuẩn bị gì trước đâu các bạn. Đó. So, do you think you are good at choosing gifts? What I don't think I'm confident in choosing gifts, honestly. So whenever I need to buy something for someone, I would just be flat with them. I would just ask them like, what do they want? Maybe for their birthday or for their anniversary, so that in both things that they really like, something that they find practical, something that they can use on a daily basis. I just don't want to, like, you know, buy something that can be wasteful, right? Ok, đúng không mọi người? Yeah. Thầy có sử dụng một cái tính từ đó là wasteful, đúng không? Là lãng phí, đúng không? Tôi không muốn cái thứ gì đó có thể mua cái gì cái, mua cái thứ gì đó lãng phí, đúng không các bạn? Đó. Alright, that's good, yeah. Thả tim giúp thầy nha các bạn nhé. Chia sẻ livestream giúp thầy Alex nha mọi người nha. Và nếu mà bạn nào có nhu cầu học IELTS thì các bạn có thể vào tiểu sử của thầy để đăng ký học với thầy Alex nha mọi người nhé. Đây cũng là một cái cách mà ủng hộ thầy rất là nhiều đúng không các bạn. Đó, không phải về mặt tinh thần mà cũng về mặt gọi là financially, đúng không, tài chính đúng không các bạn ha. Đó, cảm ơn các bạn rất là nhiều. So, thầy sẽ thử ghi câu trả lời này, ghi câu trả lời này ra nhé, để cho các bạn tham khảo nhé. Đó. So, do you think you are good at choosing gifts? Yeah. Thầy có paraphrase là I'm not very confident, đúng không? Tôi không tự tin lắm đúng không? Yeah, I'm not very confident in choosing or picking gifts, đúng không? Picking gifts, yeah, chọn lựa chọn đúng không? Yeah. Or present đi đúng không? Quên đấy, không paraphrase thì present, yeah. So when I need to buy something, I will just be flat with them, đúng không ạ? Tôi sẽ thẳng thắn với họ luôn, đúng không? Nhớ. Yeah. And ask them what they want, right? I just want to make sure I buy something that they find practical, đúng không? And useful, yeah, not something wasteful, được chưa? Không phải cái thứ gì đó lãng phí, được không các bạn? Đó. Ok cho các bạn ha, yeah. So thầy sẽ thử đọc lại câu này cho các bạn để ý nhé mọi người, cho các bạn nghe nhé. So, do you think you are good at choosing gifts? Well, I would say I'm not very confident in picking presents, yeah. So whenever I need to buy something, I would just be flat with the receiver and just ask them what they want. I mean, I just want to make sure I buy something that they find practical, something useful, something they would appreciate. And I just don't want to buy something that can be wasteful, right? Ok, đúng các bạn ha, yeah. Ok ha, các bạn ha, yeah. Dễ đúng không các bạn? Thì đây chỉ là những cái câu trả lời để các bạn tham khảo thôi mọi người.
Đó, thầy nghĩ là kiểu cái vấn đề trong việc speaking các bạn có vô vàn kiểu nói, nhiều lắm các bạn, có nhiều kiểu nói lắm, mỗi người có một cái kiểu nói, miễn sao là các bạn thỏa mãn những cái tiêu chí của họ, mình có đa dạng về từ vựng hay chưa, đúng không? Đó, mình có là make your answer clear and concise chưa? Câu trả lời của bạn có rõ không? Có ngắn gọn, có xúc tích hay không, đúng không? Có gọi là easy to understand hay không? Có dễ hiểu hay không, đúng không? Đó. Và mình đã paraphrase đủ chưa? Mình đã diễn đạt theo nhiều cách chưa, đúng không ạ? Thì đây là những cái tiêu chí mà người ta muốn xem. Đó. Và quan trọng nữa đó là khi mà nói thì phải để ý về phát âm. Đừng có quan tâm về nội dung quá nhiều các bạn. Hãy lưu ý về phát âm giúp thầy. Phát âm của mình nó đã clear chưa? Các cái âm bật đã rõ chưa? Trọng âm đã chuẩn chưa? Tất cả những cái từ mà chúng ta nói ra, trọng âm các bạn đã nhấn nhá đầy đủ hay chưa, đúng không? Đó, thì đấy là những cái thứ mà you guys should be aware of when it comes to speaking. Yeah. Good. So yeah, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn ơi, chúng ta nhìn lịch livestream của thầy nó là thứ hai, thứ tư, thứ sáu lúc 11 giờ sáng các bạn nhé. Và bạn nào muốn đăng ký học với thầy Alex thì chúng ta biết phải làm gì rồi, đúng không các bạn? Chúng ta có thể vào cái tiểu sử của thầy để chúng ta đăng ký học với thầy Alex mọi người nha. Và đây sẽ là câu trả lời mẫu cho cái chủ đề về keeps, đúng không các bạn? Lời khuyên của thầy đó là chúng ta đừng học thuộc câu trả lời của thầy. Thầy không bao giờ khuyên học sinh của thầy học thuộc một cái gì cả. Học ở đây, cái nhớ là bài thi IELTS nó kiểm tra cái khả năng sử dụng tiếng Anh. Không học thuộc một cái gì các bạn nhé, đừng có học thuộc một cái gì cả. Học thuộc như vậy sau này rất là khó chữa luôn mọi người, bởi vì chúng ta không hình thành được cái gọi là phản xạ trong đầu ấy mọi người. Đúng không? Trong đầu chúng ta đâu có gì đâu, chúng ta cứ học thuộc thôi. Học thuộc như vậy nó sẽ, I mean, it will not take you a long way, right? Yeah, you can't go far with that kind of mindset and with that kind of learning approach. Yeah. Try to learn something that you can use for a long time. Cố gắng mình nên học thật, đúng không mọi người? Yeah. Cách tốt nhất là gì ạ? Đúng không? Cách tốt nhất là các bạn thể note out ra. Ví dụ như nãy thầy có làm với các bạn, đúng không? Khi mà thầy approach một câu hỏi, các bạn thấy hồi nãy thầy sẽ ngồi nghĩ ý tưởng cho các bạn, đúng không ạ? Các bạn có thấy thế không? Nãy thầy đều bảo các bạn ở, các bạn tự nghĩ xem, đúng không? Mình sẽ nói gì? Đó, nếu mà các bạn chưa có từ vựng thì chúng ta để viết từ vựng ra. À, tôi sẽ nói về cái này. Tôi sẽ nói cái này. Và ghi ở đây là ghi những cái notes thôi, những cái phrases, những cái từ mà mình có thể dùng thôi, chứ không phải là ghi cả câu trả lời ra. Đó, bản thân thầy cũng ít ghi lắm các bạn. Đó, chỉ khi là khó quá, những cái phần diễn đạt nó khó nói quá thì mình phải ghi ra thôi. Nhưng đa phần là trong phần part 1 cũng chẳng có cái diễn đạt nào nó khó cả. Đó. So yeah, and practice makes perfect, right? Okay, that's good, yeah. So that's it for today, guys, and it's good, yeah. I really appreciate that you guys being here until the last minute. And remember my live stream schedule, Monday, Wednesday, and Friday at 11 a.m. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye, guys. Bye for now, and I'll see you guys on Wednesday. Mọi người vào thứ tư, mọi người nhé. Bye.